Tu trong mọi hoàn cảnh. Có nhiều người nghĩ rằng tu là phần riêng của những kẻ rảnh rang nhàn hạ, những người thừa của thừa tiền. Còn mình làm đầu tắt mặt tối, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, có thì giờ đâu mà nói chuyện tu. Hoặc có người nghĩ tu là việc của những kẻ thiếu phước bần hàn, vô quả tật nguyền, nhờ tu họ được an ủi bớt khổ. Còn ta phước nhiều của lắm, thân quyến đầy đàn, đẹp đẽ sang trọng mà tu làm gì? Lại có người nghĩ tu là việc của những kẻ tội lỗi ác độc, bởi họ tạo nhiều tội lỗi nên phải tu để chuộc tội. Còn tôi hiền lành, có làm gì hại ai đâu mà tu. Bởi có những quan niệm này nên người ta không màng, không nghĩ đến tu. Họ đâu biết rằng mọi chúng ta trong tâm niệm có cả xấu lẫn tốt. Nếu thả nổi mặc tình niệm xấu hoành hành là sống theo bản năng, mất hết tư cách của con người và sẽ gây tội lỗi ngập trời. Để hạn chế tâm niệm xấu khiến nó tiêu mòn, khởi dậy tâm niệm tốt khiến nó tăng trưởng, đây là việc làm của người tu. Có giảm tâm niệm xấu, tăng tâm niệm tốt, người này mới đủ tư cách con người và làm nhiều việc tốt đẹp với mọi người chung quanh. Thế là có hoàn cảnh nào mà chẳng nên tu? Tu trong cảnh bận rộn. Có những người bận lo sinh kế gia đình, tửng bưng sáng đã có mặt ở chợ, đến sẩm tối mới về tới nhà, rồi lo ăn uống giặt giũ cho con cái là tối mò, có rảnh lúc nào đâu mà tu. Nếu bảo những người này phải tụng kinh, phải lần chuỗi niệm Phật, chắc hẳn không thể nào làm được. Nhưng tu ở đây là bỏ ý nghĩ xấu, nuôi dưỡng ý nghĩ tốt, bỏ lời nói dữ, nói lời nói lành, dừng những hành động ác, tạo những hành động thiện, có mất thì giờ chút nào mà tu không được. Trái lại, chính khi buôn bán làm ăn ấy, chúng ta có ý nghĩ tốt, thốt lời nói lành, có hành động thiện, người khách hàng mến thương, khiến khách mua hàng càng lúc càng đông, việc làm ăn dễ phát đạt. Dĩ như cô bán hàng có khách đến mua, giá món hàng 1.000 đồng, cô nói 1.200, chờ khách trả 1.000 là cô bán. Xong trớ trêu, người khách không trả 1.000 mà trả 300. Trường hợp này, nếu cô bán hàng không biết tu thì nổi giận quát tháo ầm ĩ, gây ra cuộc cãi vã ồn ào. Ngược lại, cô bán hàng biết tu, chỉ cần cười, nói nhẹ nhàng, trả chưa tới giá bán không được. Mọi việc êm ái không ai thiệt thòi gì, mai kia người khách ấy còn có thể đến gian hàng này mua hàng. Trước những cảnh bất như ý, chúng ta biết kềm hãm sự nóng giận, biết lựa lời ôn hòa để đáp, biết giữ thái độ bình tĩnh là khéo tu. Ở giữa chợ, mỗi ngày sự bất như ý diễn ra liên tục, nên tu hành là điều tối cần cho người sống trong hoàn cảnh này. Vì thế, người xưa nói: nhất tu thị, nhị tu sơn. Nếu là người nông phu làm nghề ruộng khi vác cuốc ra đồng, chúng ta nghĩ cần mẫn làm cho lúa trúng để có cơm cho gia đình mình ăn, dơi ra giúp đồng bào mình cùng có cơm ăn. Quan niệm ấy là ý nghĩ lành, đó là tu. Thấy thửa ruộng bên cạnh tốt hơn ruộng mình, không có tâm đố kỵ, mà lòng mừng thầm bạn mình được lúa trúng, gia đình ấm no, mình gắn học hỏi theo cách làm ăn ấy, đây là tâm niệm của người biết tu. Lại khi làm việc tấp bờ cuốc ruộng, trong tâm vừa nảy ra niệm xấu, ta liền diệt trừ; trong tâm nảy ra niệm tốt, ta liền khơi dậy cho nó tăng trưởng, ấy là tu. Một cuốc là một câu niệm Phật, hoặc một cuốc tận kim can địa, ấy là tu. Là học trò bận việc học hành, công phu tu không hề chướng ngại. Khi cấp sách đi học, em nghĩ ta cố gắng học cho giỏi, để mai kia giúp cha mẹ khi tuổi già, có tài để góp công mình xây dựng quê hương tốt đẹp hơn, đó là em tu. Thầy giáo cô giáo nhọc sức giảng dạy bài vở, em lắng nghe và cố học thuộc, vì thương sợ thầy cô buồn, đấy là em biết tu. Bạn bè trong lớp có những trò học giỏi hơn em không ganh tị, trái lại còn kính phục để bắt chước theo, ấy là tâm niệm người tu.
Người tu là người biết phục thiện, mỗi khi có lỗi lầm bị rầy, bị phạt, biết lỗi sửa ngay, không oán hờn trách móc. Có những đứa học hành thua kém và thiếu phương tiện hơn em thương mến hướng dẫn và giúp đỡ nó là em khéo tu. Xã hội ngày mai sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn chính nhờ những mầm non biết tu. Tu trong cảnh nghèo khó. Chúng ta nghèo tiền, nghèo của, chứ đâu có nghèo ý nghĩ, lời nói, hành động. Chuyển hóa ý nghĩ xấu thành tốt, lời nói dữ thành hiền, hành động ác thành thiện là tu. Việc này đâu đòi có tiền có của, nhàn rỗi mới làm được. Chính trong cuộc sống vất vả nghèo nàn của chúng ta, cần thiết phải có nó. Như có người nghèo khó vất vả mà lòng tốt, lời nói hiền hòa, hành động lương thiện, khiến mọi người thương mến giúp đỡ. Nhờ đó mọi khó khăn giảm bớt đi. Ngược lại, nếu ở trong cảnh khó khăn mà ý ngang ngạnh, lời nói hung dữ, hành động bạo ngược, khiến ai nghe thấy cũng ghét, cũng lánh xa, nhờ điều gì họ cũng không giúp, thì khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hơn nữa, tâm hồn trong sáng, lời nói hiền hòa, hành động thanh cao, dù chúng ta sống trong cảnh nghèo vẫn thấy êm đềm hạnh phúc. Chồng biết nhường vợ, vợ biết kính chồng, con hiếu thuận với cha mẹ, cha mẹ thương yêu con cái, gọi là cuộc sống hạt muối cắn hai. Thật là lý tưởng biết bao. Tu trong cảnh bệnh hoạn. Bình thường người ta cho khi bệnh hoạn là chướng ngại tu hành. Đây cũng là quan niệm sai lầm về việc tu. Nếu thấy tụng kinh, tọa thiền mới là tu. Khi bệnh hoạn tụng kinh không nổi, tọa thiền không được, đó là chướng ngại tu. Song tu cốt ngăn ngừa phiền não, chiến thắng vọng tưởng. Dù có tụng kinh tọa thiền, không tụng kinh tọa thiền đều tu được. Nếu có người bệnh nặng không đi đứng được, nằm một chỗ, khi ấy nằm nhiếp tâm niệm Phật, niệm chí tử, chẳng buồn nghĩ đến ai, lo việc gì, chỉ một bề niệm Phật thôi. Đây là tu đại tinh tấn, theo pháp môn tịnh độ, đâu có chướng ngại gì. Hoặc có người bệnh, không niệm Phật mà thích quán chiếu, liền quán thân này, thấy nó là gốc khổ đau, là tướng vô thường, là hiện tượng nhấp nhúa, là không có chủ. Nương thân bệnh quán chiếu tường tận như vậy, thấy được tướng thật của thân, đây là pháp trí tuệ sẽ gần với Niết Bàn, là tu thiện. Khổ nổi, người Phật tử bình thường tinh tấn tu hành, gặp lúc bệnh hoạn lại thối chuyển, sanh phiền não với con cháu, đây là việc đáng tiếc. Khi mạnh chúng ta tu, để khi yếu bệnh có đủ đạo lực tiếp tục, vì lúc này là lúc gần với tử thần, là phút chiến đấu cuối cùng. Nếu ngang đây mà dừng, mà hướng đi chiều khác, thật là một việc hoài công vô ích. Bởi vậy, Phật tử chúng ta phải thấy khi bệnh là cơ hội tốt, dồn hết tâm lực vào sự tu, chuyên tâm không lơi niệm. Được vậy là gần với Phật, gần Niết Bàn, mới mong thoát khỏi khổ luân hồi muôn kiếp. Tu trong cảnh tại gia. Có một số Phật tử nghĩ rằng ở tại gia phiền rộn khó tu, được xuất gia rảnh rang tu hành mới giải thoát. Quan niệm này cũng không đúng. Nếu thấy tại gia là nhiều việc, vào chùa chắc gì ít việc. Người xưa nói ca sa dĩ trước hiềm đa sự, trước dĩ ca sa sự cánh đa, có nghĩa là ca sa chưa mặc than nhiều việc, được mặc ca sa việc lại nhiều. Câu này thật là chua chát đối với người tu. Đây quả là sợ ông táo gặp ông lò, chạy ô mồ mắc ô mã. Chúng ta đâu không nghe quý thầy trụ trì thường than: trụ trì làm dâu trăm họ. Thế là ít việc hay nhiều việc, phiền rộn hay rảnh rang, yếu điểm tu hành là hiểu đạo, vững lòng tin. Đủ hai điểm này, ở tại gia hay xuất gia đều tu được. Nếu không đủ hai điểm này, dù ở chùa chưa chắc đã tu được. Chúng ta phải khéo linh động trong mọi hoàn cảnh, đừng đòi hỏi phải cảnh thế ấy tu mới được.
Sự đòi hỏi đó là cái cớ để chúng ta không tu. Vì có những người không thể tạo được hoàn cảnh như ý. Có những Phật tử nam cũng như nữ, con cái đầy đàn đầy đống, mà cứ nặng nặc đòi xuất gia, quan đại cho người ở nhà làm sao thì làm. Nếu thỏa mãn nguyện vọng, vào chùa một lúc, gặp khi gia đình thiếu thốn, con cái nheo nhóc, nóng lòng rồi gửi ca sa cho chùa trở về nhà. Đây là việc làm nông nổi